chung là mình không có duyên với giải rồi. Số 7. Không đi cậu đâu cũng vậy ông ơi. Có mày là tao xui à. Thôi đừng nói thừa. Này là gì? Không quá một mình tao câu có dính cá không biết điếm sao cho nó luôn. Ở bên này có thằng Khang là mình làm như bữa đó mình nói sao nó dưới mà. Thôi đừng có nói thừa à. Đang có câu đâu. Mình như cần số mấy? Cần số 24 anh Thanh. 24. Mấy anh em nhận giải thôi cho chụp tấm hình nha. Dạ. Đây cần số 24 giải nhất nha mọi người. Ơ hiện tại sao thấy nhiều hơn. Ai có cá lại nhận giải à. Rồi. Giải nhất là một cái máy Redmi 7000. Ủa mấy ngàn á? 7. Ờ đúng rồi. Giải nhì. Giải nhì là cần mấy á? Cần số 17. Anh Phát Lê. Cần số 7 anh Phát. Dễ nhì. Rồi một con máy Shimano. Đây cầm dở lên. Dở tờ giấy ra. Đó. Rồi có bầu cụng uống luôn. Đây của anh Nam. Số 36. Dễ 3 cần số 36. Vô đổi thùng bê đi. Số mấy vậy? Đâu số 7 đâu, cá nhỏ nhất. Cá nhỏ nhất. Có một lạng 12.8. 12.8. 12.8 gram. Nhiều cá nhất hả? Nhiều cá nhất. Còn này. Rồi. Hai giải đồng cá là hai. Rồi nhất tiếng luôn. Rồi, đây là giải ba. Giải ba với giải nhiều cá. Rồi. Phát lên cần số 7. Cần số 7 anh ơi. Là cái này là giải nhất tiếng 2. Nhất tiếng 2 nha. Hai lon một cụm nha. Rồi nhấc tiếng nghe vậy. Rồi. Rồi nhấc tiếng ba của anh Nam. Rồi anh Nam. Cửa hả? Nay đồng giải nhiều mà nghe. Thì ba người nhấc gì ba là tới ba giải của ba tí. Được rồi. Rồi ok cảm ơn luôn. Cảm ơn. Xong rồi nha mọi người. Chính ra phút bù giờ em. Rồi ok cảm ơn. Cả phút bù giờ đúng không? Anh này hôm nay được 3 giải nè mọi người. 10 á. Ở dưới này nó ăn cao thủ. Cao thủ được 3 giải. Rồi chà sát về luôn hai con luôn. Rồi. Anh này hôm nay được giải nhất đây. Rồi tạm biệt anh. Rồi tạm biệt. Rồi hẹp lại cảm ơn nha. Rồi. Đó mà nó ăn mà nó quá. Xong nha mọi người. Thì đây nè, giải xong anh em cũng rút về. Thì lần đầu tiên tổ chức thì có gì nó sơ xuất thì mọi người góp ý nha. Để cho những cái giải kỳ sau nó hoàn thiện hơn, nó đẹp hơn. Đó thì hôm nay anh em đến cũng đầy đủ, 30 cần mà thể đến được 4, ba mấy gần 40. Bye. Chung là giải ra tất cả giải đều trao hết. Ơi lợm chưa? Đừng có lợm gì chứ. Đó thì ok, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở giải tiếp theo. Bây giờ công việc tiếp theo nữa là thể là mấy anh em sẽ đi dọn rác. Rác kéo lên cũng khá là nhiều nha mọi người. Dọn bớt rác ở đây rồi sẽ rút về. Đó.
Đó, xong chiến trường thì mấy anh em cần thủ ta gom lên được mớ ghét nha mọi người. Cho nó ta vô để tập kết nó đậm điểm kia mình đốt. Chúng ở đây ghét rất là nhiều, bao la ghét luôn. Gom sơ cái kia ở dưới trùng nữa nè. Nước tay á. Ở rồi không? Mấy chỗ đó đi. Bạn đang lấy cái quẹt mà cho. Nè đây. Cái tàu đó bự quá, bỏ đi. Lấy đám mồi nữa. Dạ rồi. Này rác mới lên, đốt cũng khó quá. Phải để vài ngày cho nó khô mới dễ đốt. Rồi ok cháy rồi, ok tạm biệt mọi người.